Bài 2. Các biện pháp nâng cao sức khỏe. 1. Trình bày được khái niệm nâng cao sức khỏe. 2. Trình bày được các nội dung nâng cao sức khỏe và các biện pháp để nâng cao sức khỏe cá nhân và cộng đồng. 3. Áp dụng được các biện pháp đó một cách thành thạo trong công tác chuyên môn của người điều dưỡng. 4. Hướng dẫn được người bệnh các biện pháp nâng cao sức khỏe khi hòa nhập cộng đồng. Khái niệm nâng cao sức khỏe. Nâng cao sức khỏe là quá trình giúp mọi người có đủ khả năng kiểm soát toàn bộ sức khỏe và tăng cường sức khỏe của họ để đạt được tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất, tinh thần, xã hội. Các cá nhân hay nhóm phải có khả năng xác định và hiểu biết các vấn đề sức khỏe của mình và hiểu biết những hành động để đối phó được với những thay đổi của môi trường tác động đến sức khỏe. Trong quan niệm về nâng cao sức khỏe được coi là nguồn lực của đời sống hàng ngày, chứ không phải là mục tiêu sống. Sức khỏe là khái niệm tích cực, nhấn mạnh đến khía cạnh nguồn lực của xã hội và của cá nhân. Vì thế nâng cao sức khỏe không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế, mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, dựa trên cơ sở là lối sống lành mạnh để khỏe mạnh. Qua nghiên cứu, người ta thấy nguyên lý thực hiện nâng cao sức khỏe nằm ở 3 hoạt động chính. Thứ nhất là vận động ủng hộ. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy sự hình thành các chính sách mang lại sức khỏe cho người dân. Thứ hai là tạo khả năng. Đó là hoạt động nhiều mặt, bao gồm như tạo môi trường thuận lợi cho các kế hoạch, các giải pháp nâng cao sức khỏe được thực thi, cung cấp thông tin để cho toàn thể mỗi người dân trong xã hội nắm bắt được các yếu tố, các hành vi có lợi hay không có lợi cho sức khỏe, hướng dẫn kỹ năng sống và tạo ra các cơ hội giúp người dân có khả năng chọn lựa những điều, những hành vi có lợi cho sức khỏe, giảm thiểu hoặc loại bỏ các hành vi, các điều không có lợi cho sức khỏe. Thứ ba là làm trung gian liên kết, tạo điều kiện liên kết, kết nối những ban ngành, tổ chức, những đoàn thể khác nhau lại nhằm tăng cường sự phối hợp trong hoạt động để tạo được hiệu quả tốt cho việc nâng cao sức khỏe người dân đến mức có thể. Các nội dung của nâng cao sức khỏe. Trong hiến chương Ottawa, chúng ta có thể nhận thấy nền tảng của nâng cao sức khỏe có thể tóm tắt bằng 5 nội dung như sau. Sức khỏe phải được nhìn nhận một cách toàn diện, như là một trạng thái tích cực. Nó là chất liệu để con người có thể đạt được mục tiêu tối hậu, là một cuộc sống phong phú về sức khỏe, tâm thần, xã hội và kinh tế. Sức khỏe xã hội cũng như của từng cá thể, không thể đạt được cũng như bệnh tật không thể phòng ngừa và kiểm soát được, trừ phi chúng ta giải quyết tốt những bất bình đẳng giữa các quốc gia, cũng như trong từng quốc gia, từng nhóm xã hội. Một quốc gia khỏe mạnh không phải chỉ là một quốc gia có sự phân phối công bằng các nguồn lực, mà còn là một quốc gia có cộng đồng chủ động, tích cực tham gia mạnh mẽ vào việc tạo ra những điều kiện cần thiết cho những con người khỏe mạnh. Sức khỏe là rất quan trọng, tuy nhiên không thể chỉ để một ngành y tế gánh vác. Có một điều quan trọng đó là rất nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng, khiến sức khỏe trở nên tốt hơn hay xấu đi. Mặt khác, các dịch vụ y tế thường không đáp ứng đủ các nhu cầu của công chúng. Mô hình hoạt động chủ yếu của nghiên cứu sức khỏe là tạo khả năng giúp cho người dân thực hiện hơn là ép buộc. Mọi người cùng quan tâm đến sự hợp tác hơn là việc phải tuân phục. Sức khỏe của con người không phải chỉ là trách nhiệm của cá nhân, mà còn bị tác động bởi môi trường vật lý, xã hội, văn hóa, kinh tế, đổ hết trách nhiệm lên cá nhân, trong khi bỏ qua những hoàn cảnh xã hội và môi trường sống khiến yếu đau, bệnh tật là không đúng. Các biện pháp nâng cao sức khỏe con người để thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi nhiều biện pháp tổng hợp, trong đó những biện pháp chủ yếu là nâng cao trách nhiệm xã hội cho sức khỏe,
làm cho người dân được sống trong một chế độ xã hội mà nhà nước quan tâm thực sự đến sức khỏe nhân dân, luôn luôn ban hành những luật pháp, chủ trương chính sách nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Xây dựng một môi trường xã hội lành mạnh. Người dân được sống trong một xã hội có an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Có một nền tự do, dân chủ thực sự. Có một xã hội công bằng, văn minh, hài hòa. Mọi người có điều kiện phát triển toàn diện về mọi mặt. Có công ăn việc làm phù hợp. Có đời sống kinh tế ổn định. Gia đình ấm no, hạnh phúc. Tạo ra môi trường tự nhiên, không bị ô nhiễm bởi các hoạt động của con người gây ra. Ngăn chặn tình trạng phá rừng. Chủ động và ngăn ngừa và hạn chế tác hại của mưa bão, lũ lụt, lở đất, hạn hán. Ô nhiễm môi trường và thiên tai thường gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cuộc sống của nhân dân. Tạo ra đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Được hưởng thụ đầy đủ những thành quả văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, được khuyến khích và tổ chức để mọi người dân tham gia tập thể dục, rèn luyện thân thể, tham gia. Xây dựng một xã hội mà con người có hiểu biết, có kỹ năng sống, có lối sống lành mạnh, trong sáng. Xóa bỏ những thủ tục mê tín, dị đoan. Khắc phục nạn mại dâm, cờ bạc, trộm cắp. Hạn chế đến mức tối đa tệ hút thuốc lá, uống rượu, sử dụng ma túy.